Xin chào các bạn. Mình quay ở trên cái điện thoại. Mẹ mình là đơn giản bởi vì mấy cái video của mẹ mình đấy có ít lượt xem lắm. Chẳng khác gì việc người ta thích ăn táo hơn việc mua hạt giống táo để trồng cây táo cả. Hoặc là ví dụ một cái khác, quả lê đi chẳng hạn cũng giống như vậy. Hồi nãy mình học cái gì vậy? Chia sẻ cho các bạn được không? Giờ mình đang quay một cái video ăn uống. Ăn trúng cái này. Cái gì mà ho dữ vậy? Tới cho uống thuốc nha. Ho dữ vậy. Trời. Có gì là ho. Nóng hả con? Sao chơi game thì không có ho mà sao giờ nó ho dữ vậy? Để lên cho mọi người nhìn với.
thèm quá. Dì thèm quá. Dưa leo nữa đi con. Nãy giờ chưa thấy ăn dưa leo. Cảm ơn anh đừng cái này. No rồi hả? Dù sao con biết lý do mà con có ăn là do ban đầu đấy. Con hiếu thảo. Sao sao không? Tại bố đấy. Sao vậy? Con ăn mấy phần con nhường cho bố. Ủa? Trời đất ơi. Ba có phần riêng. Trời đất ơi. Ba có phần riêng. Ba ăn không được. Thì lúc đó đấy khiến cho con khó tiêu hóa nổi. Trời ơi, nó lo cho bố quá. Trời ơi là trời ơi. Thì là ra trời ơi. Thôi đáng tiếc. Đáng lẽ ra sọc chút. Chút đó mình phải nói là con à, nó nghi lén. Nó nghi lén là nó mới làm cho ba. Đáng lẽ ra con không có gì. Trời ơi. Bây giờ trời được rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Tiêu hóa được. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ làm lại tập 2 nào. Vỡ đang quay, vẫn đang quay rồi. Rồi người con hiếu thảo thì để trên bàn đi, mẹ vẫn đang quay này. Ba ăn hết rồi. Ăn tiếp đi. Ba ăn phần của ba rồi. Úi rồi. Mỗi người có phần riêng, giờ ăn phải. Trời ơi, nó không dám ăn. Trời ơi, má ơi. Thiệt ơi. Chỉ vì một cái hiếu thảo mà khiến cho con. Trời ơi. Sống không nổi luôn. Đám động quá. Ba ăn xong rồi, ba ăn rồi, cũng phần ba có phần riêng mà. Rồi chia để dành cho mình, nó khó tiêu hóa. Này, bây giờ tư tưởng thoải mái rồi đúng không? Trời ơi, trời ơi, trời. Trời đã quá. Nãy ăn không dám ăn luôn á ông. Nãy lần đầu ăn yếu yếu luôn á. Không dám ăn luôn. Trời. Nãy nghe lén, tại cái tội. Trời ơi. Người con hiếu thảo của tôi. Ngon, cảm giờ cảm nhận cái vị ngon chưa? Ăn rất ngon nha ba, cực kỳ ngon nha ba. Ăn một cái vèo với lực, chắc là ba không có cái sự gọi là để dành cho ăn, ba ăn rất là nhanh. Vèo với hết rồi. Ôi trời ơi, ăn nửa tô luôn để dành cho ba nó. Con cảm nhận được cái vị ngon của thịt bò ha. Trời, tôi muốn rớt nước mắt luôn vậy trời. Thiệt tình. Ô, gần xong rồi. Trời ơi. Dù sao thì mình cũng đã từng biết đến một cái câu này. Câu gì ạ? Nếu như mà mình à, con biết đến một cái này. Khi mà trước đó ăn ít quá thì sau này không thể nào ăn nhiều hơn số lượng cũ nữa.
Còn massage con mắt của con đi nó nhiêu vậy? Nên đấy. Tại vì phải ăn số lượng đó. Đến việc suốt đời. Phải ăn nhiều đúng không? Cho nó giãn bao tử đúng không? Đúng. Rồi, để cái lên bàn đi, mẹ đang quay nữa mà. Giãn bao tử. Rồi hết rồi đó. Đó, để có nhiều năng lượng hơn. Ừ. Nhưng mà con no rồi thì thôi, không cần phải ăn ráng đâu. Chưa no hả? Em ăn được nhiêu không? Này này ăn được rồi, mình thoải mái. Ngon lành, đang ngon lành rồi. Tiêu hóa rất tốt rồi đó. Giờ thoải mái, không có để dành cho ai, thoải mái. Nên chắc để dành chứ. Từ thần không thoải mái chứ. Chút yêu quá. Mệt chưa? Xong chưa? No rồi hả? Vậy hết tắt nha. Xong chưa? Con chào các bạn. Ngồi xuống chào chứ. Ngồi xuống chào chứ. Đứng vậy kìa. Bye bye các bạn. Rồi.